nhìn thấy bia sướng nhỉ. Chỉ linh ở bên kia cơ. Đây là trại giam thì quân đội cái gì ở quân đội này. Trước có lần mình nhớ đi tàu, thuê tàu chở quân đội nhé, không phải là tiễn quân đội đi mà là kiểu như là người ta thuê tàu chở quân đội nhé, hai toa tàu chở quân đội. Từ ga Chí Linh đến ga Uông Bí nhưng mà đến đến mấy kỳ bộ đội ông bà già mình toan chạy cho rồi.